mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài học MetaGem, đó là cái bài tạo ra các cái phím tắt để thao tác và lập trình cho nhanh. Thì bình thường các bạn lập trình nếu mà các bạn cứ dùng chuột thế này thì làm sẽ rất lâu. Thì để làm nhanh thì các bạn tạo ra một cái lệnh tắt cho mình. Thì để tạo thì các bạn phải vào đây setting, vào đây cái mapping này. Ví dụ ở đây nó có các cái thư mục này, category này là các cái thư mục này, ở bên này là cái dòng lệnh, command này là dòng lệnh, thì ở cái thư mục này thì tương ứng với cái dòng lệnh này đây, thì nó có các cái dòng lệnh này. Tạo cái lệnh tắt vẽ đường thẳng chẳng hạn, thì các cái lệnh vẽ hay đấy thì các bạn vào đây geometry này đó. Thì ở đây mình tạo rồi, giờ mình sẽ remove nó đi. Ví dụ ở đây lệnh lái chẳng hạn đấy, thì để tạo lệnh tắt thì các bạn nhận vào đây, nhảy đục chuột vào đây, nhảy chuột vào đây, rồi sau đó các bạn đặt ở đây, di chuột sang đây. Nên các bạn bấm trên bàn phím, ví dụ mình đặt là lệnh lái là Alt thì bấm chữ án với chữ Alt với L nhận đồng thời cả hai phím đó, thì nó sẽ ra lệnh tắt này. Ví dụ ok này. Bây giờ mình về lệnh tắt chẳng hạn, đây chưa được, đi kiểm tra lại lệnh lái chưa được, thì các bạn bấm Alt này rồi bấm vào đây. Lúc này mình chưa thêm vào đây, quên. Đây, các bạn bấm action này đây. Bấm vào. Đó, bây giờ bấm apply là được, ok là được. Rồi bây giờ kiểm tra lệnh này. Đó, được rồi á. Rồi, thì đó là lệnh lái. Ví dụ mình tạo thêm một bình thường các bạn hãy về thì đó là mình tạo một cái phím tắt lệnh lái. Ví dụ cái chức năng level này này, level này các bạn nhận chuột là trải vào đây đó, thì nó cũng là lên nhận chuột phải, thì copy level này, ví dụ copy level này, copy mu level này đó. Thì đó là những cái này, thì nếu mà các bạn sử dụng bàn phím thì các bạn vào như lúc này setting đây. Thì để mở level thì các bạn bấm vào đây, level nó sẽ nằm trong cái mục đây đó, construction đây, cái đây, cái dòng lệnh này, level manager đây, quản lý level đấy. Thì các bạn nhận vào đây rồi bấm, ví dụ mình đặt án dạ chẳng hạn đấy, thì các bạn bấm vào đây. Cái này kia trên bàn phím nó có cái là án dạ này, phần mềm nó có một kia, nó cũng có đặt một cái lệnh tắt rồi cho cái phần quick match level, thì cái này mình không hay dùng thì mình thay thế nó cũng được. Ok, ví dụ đây mình mở level này, bấm ổn dẹp này, đó nó sẽ lên level lên có 3 đối tượng đấy. Thì để copy mu level thì các bạn vào cài đặt đấy, copy mu level thì nó sẽ nằm trong cái đây mục này, đây là row selection đấy. Không loại. Cái này các bạn vào đây. Nó sẽ nằm vào cái mục đây. Green này. Đây. Cái dòng lệnh này các bạn nhận chuột vào. Bấm ổn C chẳng hạn.
ôn c ôn giá gì nữa cơ, ôn giá à ôn o ôn x đó, ôn x mình đặt ôn x. Ok này, do copy cái đối tượng này sang level 10 chẳng hạn, thì các bạn quét đối tượng chẳng hạn, quét đối tượng này ôn x đây, copy mu level đây, copy sang level 10 chẳng hạn đó, thì đó là các cái phím tắt. Thì để các bạn cứ cái tay các bạn thuận tiện cái nút phím nào thì các bạn đặt theo như ý thích của các bạn, thì đặt thế nào nó vẽ nhanh là được. Thì còn cái cách mà đặt phím tắt thì các bạn cứ làm theo trình tự này, vào các cái thư mục đấy để chọn các cái chung lệnh liên quan, ví dụ các cái lệnh di chuyển hay là về hay là copy mở level, thì các bạn nên đặt những cái đó vì những cái đó là hay gặp thường xuyên, hoặc là lấp lồ chẳng hạn, hay là tạo đất áp mặt chẳng hạn, thì đó là những cái lệnh tắt các bạn nên phải tạo ra một cái lịch để nếu mà làm việc thường xuyên thì các bạn nên tạo những cái danh sách nữa. Thì như vậy thì thao tác nó thể rất nhanh. Ok, như vậy là mình chỉ giới thiệu cái cách tạo cái lệnh tắt để mà về cho nhanh như vậy. Còn tạo như thế nào thì các bạn cứ đặt theo sở thích của các bạn. Mình chào các bạn, hẹn gặp lại và các bạn vào video tiếp theo.